không chấm mấy đô đô đó, là cộng lại là dồn lại là hôm nay lần đầu tiên Kiều nhận là với số tiền là hôm nay Kiều nhận với số tiền là dạ Kiều xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Hôm nay Kiều muốn quay một cái video đặc biệt này nè để xin cảm ơn tất cả mọi người, ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, các em đã yêu thương và ủng hộ hai vợ chồng Kiều. Hôm nay Kiều chính thức được nhận tiền YouTuber mọi người. Trời trời, Kiều không ngờ là có cái ngày này luôn á. Tại vì bắt đầu khi mà làm cái YouTuber này nè, Kiều không nghĩ là sẽ có tiền đâu. Tại vì những cái kênh lớn nè, kênh anh chị làm rất là hay luôn, hấp dẫn luôn. Đó là cái, nếu mà nhận tiền đó là chuyện bình thường. Nhưng mà Kiều không có nghĩ ngày là Kiều sẽ được nhận như thế này. Hôm nay á là Kiều thấy ở trên cái kênh của Kiều á là có tiền rồi, Kiều cũng đâu có biết đâu. Xong cái Kiều kêu anh Hun ảnh tìm hiểu giùm, cái ảnh mới tìm hiểu á là ở trong muốn cái nhận tiền của YouTuber á là phải làm một cái, phải ghi cái, điền cái mã của cái sổ ngân hàng của mình vô đó. Rồi xong cái Kiều á thì chỉ có những cái sổ ngân hàng ở Hàn Quốc thôi, chứ không có sổ là nhận cái tiền Hàn Quốc á, chứ không có cái sổ ngân hàng mà nhận đô la. À, cái kênh của YouTuber này nè là cái công ty á từ Mỹ á mọi người. À, mình nhận lương á là nhận lương từ AdSense, nên á khi mà nhận cái tiền lương đó là nhận bằng đô la chứ không phải là nhận bằng cái tiền Hàn Quốc. Phải làm cái sổ ngân hàng mới là cái sổ ngân hàng nhận tiền đô la chứ không phải là cái sổ ngân hàng tiền Hàn Quốc. Khi mà anh tìm hiểu á, có những người làm cái YouTuber này nè là người ta cũng có nhận cái tiền qua cái sổ ngân hàng Hàn Quốc nữa, nhưng mà sổ sổ ngân hàng Hàn Quốc hay là Việt Nam đó là người ta sẽ giống như là người ta sẽ bỏ một cái khoản tiền ra, giống như là mình đổi đô la ra tiền Việt Nam đi, mình đổi ra đô la ra tiền Hàn Quốc đi, người ta sẽ trừ một cái phần thuế ở trong đó, giống như là tiền công á, người ta đổi ra cái tiền công là khoảng bao nhiêu đó đó. Nhưng đó đó là cái bình thường nếu mà mình nhận bằng cái sổ ngân hàng Hàn Quốc hoặc là cái sổ ngân hàng Việt Nam. Còn á khi mà mình làm cái sổ ngân hàng đô la để nhận tiền đô la mới á thì á là 100% là tiền lương của YouTuber chuyển vô cái sổ ngân hàng đó của mình luôn. Đó là còn ở nước khác thì Kiều không biết, ở Việt Nam á thì Kiều cũng không rành, với ở Mỹ Kiều cũng rành, nhưng mà lần đầu tiên Kiều nhận như vậy là nguyên chọn nguyên một cái chọn nguyên một cái phần tiền ở y chang giống như là ở trên YouTuber á, nó để cái tiền đó đó phải không, là mình có cái tiền đó phải không, là mà Kiều nhận là y chang cái tiền đó luôn á. Kiều khi mà Kiều làm từ trước á, những cái mà video á nó để là 1 đồng, 1 đô, 2 đô, là không chấm mấy đô đô đó, là cộng lại là dồn lại là hôm nay lần đầu tiên Kiều nhận là với số tiền là hôm nay Kiều nhận với số tiền là 300 mấy tiền Hàn á, 300 mấy tiền Hàn á là khoảng 6 triệu mấy tiền Việt Nam á mọi người. Trời ơi là trời. Kiều mừng gì đâu á, tuy là số tiền không có lớn nha, nhưng mà cảm thấy nó hạnh phúc gì đâu á, tại vì mình dồn hết cái tình cảm á, khi mà quay những cái video đó Kiều dồn hết cái tình cảm vô á, thật sự là quay là nói những cái gì chân thật này, cuộc sống với hai vợ chồng mà khi mà nói chuyện với nhau hoặc là ăn cơm với nhau là y chang như vậy luôn á. Khi mà đăng lên á, cái đó là chưa có hạnh phúc nhiều bằng khi mà đăng lên mà đọc những cái bình luận đâu mọi người. Khi mà đọc những cái bình luận của các cô nè, các chú nè, rồi anh chị nè, rồi cái bạn cùng lứa tuổi với Kiều nè, rồi nhỏ hơn Kiều các em nè, khi mà bình luận á, yêu thương, yêu mến mình á như vậy á, trời ơi, Kiều cảm thấy hạnh phúc lắm. Làm một cái video dồn hết cái tình cảm vô đó, nhưng mà khi đọc cái bình luận được mọi người yêu thương như vậy á, Kiều còn hạnh phúc hơn nữa. Thật sự là Kiều rất là vui luôn. Nhận cái lương của công ty á gấp mấy lần cái lần đầu tiên nhận cái lương của YouTuber này, nhưng mà khi mà nhận cái lương của YouTuber này Kiều hạnh phúc trời gấp gấp 10 lần cái nhận tiền lương của công ty luôn á. Trời đã dễ sợ luôn.
khi thấy cái tiền ở trên cái YouTuber có rồi đó mọi người, xong cái mình mới vô cái Excel á, điền cái số tài khoản ngân hàng của mình vô là qua ngày hôm sau, và hôm hôm qua Kiều điền đúng không, rồi qua ngày hôm sau là có tiền vô liền luôn. Khi để Kiều chia sẻ cái cách mà nhận tiền được lương nhiều nhất ha. Anh Huấn nói á, là khi mà mình làm cái sổ ngân hàng á, mà sổ ngân hàng nhận đô la á, thì á, cái tiền đô la trọn vẹn chuyển vô cái số tiền đó luôn. Còn khi mà mình đổi ra tiền Hàn Quốc á, nó chỉ bớt một phần, trừ một phần tiền ra thôi, đó là tiền đổi. Còn á, khi mà mình điền cái số ngân hàng, mà điền cái số sổ ngân hàng mà Hàn Quốc đi, là mỗi tháng á, là tiền YouTuber sẽ chuyển cho mình, là mỗi tháng là trừ cái tiền ra, mỗi tháng là trừ tiền ra. Còn cái sổ mà đô la thì mình cứ để trong đó đi, chừng nào mình rút ra người ta mới trừ một xíu tiền, còn không rút thì để đó là người ta không có trừ. Mỗi tháng vẫn chuyển vô nhưng mà người ta không có trừ tiền. Còn cái tiền mà còn cái sổ ngân hàng Hàn Quốc á, là mỗi tháng á, tiền chuyển vô là thành mỗi tháng người ta trừ cái tiền đổi ra, mỗi tháng ta trừ cái tiền đổi ra. Có thể là có người, có thể là có anh chị cô chú biết rồi, cũng có thể là cũng có nhiều người chưa biết, nên Kiều muốn chia sẻ cái này nè, để mình nhận được cái trọn vẹn cái số tiền của YouTuber mà gửi cho mình á. Đó là cái lần đầu tiên mà Kiều nhận như vậy luôn á. Hôm nay á, thật sự là rất là vui luôn. Khi mà Kiều làm á, hôm nay làm việc mà cứ đợi tới đi về để làm cái video này thông báo cho ông bà cô chú nghe. Khi mà làm cái video á, Kiều rất là còn nhiều cái thiếu sót nhiều dữ lắm luôn, nên nó được cô chú nè, anh chị nè, các bạn các em nè nhắc nhở nè, rồi chỉ dạy cho Kiều rất là nhiều thứ luôn. Thành thật sự là được mọi người yêu mến như thế này là Kiều cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật sự là cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Và không có tránh khỏi những mà cái sai sót, những cái thiếu sót của Kiều á. Mọi người đừng có buồn Kiều nha, khi mà những cái đó có thể là mọi người không nói ra, nhưng mà cho Kiều xin lỗi nha. Cái hôm đó là Kiều quay cái video á, Kiều mới trả lời bình luận của cô chú anh chị á. Có một chị á tên là Diệu, nhưng mà Kiều ghi lộn là Linh, tại vì trong đầu Kiều lúc nào cũng có cái tên Linh ở trong đó hết trơn á. Chị đó là chị ruột của Kiều á. Lúc đó là dạng giống như là cái tâm trạng Kiều không được tốt á, nên cứ cái tên đó cứ là tên Linh thôi à, nên nó Kiều ghi sai như vậy á. Thật sự là Kiều rất là xin lỗi chị đó luôn. Khi mà trả lời cái những cái bình luận của cô chú anh chị và các bạn các em á, thật sự là Kiều dồn hết cái tình cảm của mình để mà trả lời luôn, chứ không phải là trả lời lớp lớp lớp, lớp cho qua đâu. Thật sự là từng câu từng chữ mà Kiều trả lời đến mọi người á, thật sự là tấm lòng của Kiều luôn á. Có những sai sót như vậy đó, Kiều bứt rứt lương tâm hoài luôn á. Có thể là chỉ bỏ qua, chỉ không buồn, nhưng mà đó là cái sai sót của Kiều. Thật sự là Kiều xin lỗi mọi người. Thật sự là Kiều rất là xin lỗi cái chị đó luôn. Mà nếu mà Kiều có những cái sai sót, những có cái hiểu lầm hay là không có vừa ý gì á, mọi người đừng buồn Kiều nha. Hôm nay Kiều quay cái video ngắn gọn như này nè, để cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương và ủng hộ hai vợ chồng Kiều. Kiều xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người luôn. Có những cái tình cảm yêu mến, yêu thương của mọi người mà Kiều mới đạt được đến cái mức đầu tiên như vậy. Lúc mà ở thành phố á, làm cái YouTube này nè, là lúc mà rảnh thôi, khi tại vì đi làm tăng ca suốt luôn à. Nhưng mà khi mà về quê này á, bắt đầu tự nhiên cái có cô chú với anh chị với các bạn á yêu thương mình á nhiều, cái nhiều người lại thích nữa, cái tự nhiên làm cái động lực của Kiều mạnh mẽ lên. Mỗi lần đọc cái bình luận là mỗi lần cái sức mạnh Kiều nó dâng tràn lên, là nên làm động lực để hàng ngày, mỗi ngày mỗi ngày để đăng lên cái video để cho mọi người xem giải trí. Có những bình luận á, là nói là xem cái video của Kiều á cảm thấy thoải mái á, lúc đó là Kiều hạnh phúc dữ lắm luôn, tại vì mình có làm cái video này là mà có thể có bổ ích cho mọi người nữa, thật sự rất là hạnh phúc luôn. Anh lại đây, cảm ơn nè. Opa Kachin sai ở đây.
anh Huy nó đang làm ong, anh đang đang làm cái vỏ ong vô 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 thùng á mọi người. Để kêu ảnh lại chào mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương và ủng hộ hai chồng Kiều nha. Xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày nha. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Bye bye.